Rồi, gấp tơ đó là khoảng cách giữa các cột.
Bạn cứ nhớ cho cô là mặc định nó là 12 point luôn. 12 point nó cũng chính là lifting luôn, tức là khoảng cách giữa các dòng. Ha, 12 point. 12 point thì bạn chỉ cần nhập con số 12 thôi. Tại vì mặc định đơn vị của mình nó là PT là point rồi. Rồi tới mặt kim. Các bạn nhớ ha, hồi nãy giờ cô thấy trong phần bình hành mấy bạn sai là các bạn tháo cái xích này ra. Cái xích này nó bắt lại á thì các bạn nhập một số ra thì lập tức ba cái ô kia nó sẽ bằng nhau hết. Mà mình đâu có bằng là nó khác mà. Thả cái xích ra. Rồi. Hôm bữa nhớ nói không, cái trang bên phải á, thì cái chuẩn của nó với cái lề bên trái sẽ là inside, xong rồi lề trên cao nó sẽ là lề top, lề bên phải nó sẽ là lề outside và ở dưới sẽ là bottom, nhớ không? Thì ở đây mình á, các bạn đừng nhập như một cái máy, các bạn cứ nhớ theo cái tỷ lệ cô nói hay kêu một hồ, inside top outside bottom inside outside nó theo kêu một hồ, tỷ lệ là 2, 3, 4, 6 ha, thì mình sẽ lấy cái đầu tiên nó là 30 coin. Sau đó mình sẽ tính tỷ lệ, mình sẽ ra được con số là 30. Mấy nữa? Giờ hỏi ai? Hỏi Trí đi. Trí hãy nhớ nè. 30, 45, 60, 90. Chính xác. Ồ. Chỉ còn nhớ con số tỷ lệ là 2, nguyên tắc tập xúc đó. 2, 3, 4, 6. Xong rồi cái con số đầu tiên mình sẽ là 30. 30 mình sẽ nhân 3, chia 2 sẽ ra. Rồi 30 nhân 4 rồi 32, 34 rồi nhân 4 chia 2 nhân 10 không? Nói thì nói cho các bạn mà bữa tưởng nha. À, ở đây nó sẽ là inside top outside và đây nó sẽ là bottom, tỷ lệ nó sẽ là 2, 3, 4, 6. Thấy không? Thông với lại Hải thấy không? Thấy cũng. Rồi mình sẽ lấy là cái góc ở đây là 30 coi để em tính nè. Nhân 3 chia 2 là nhiêu? Ở đây mình sẽ được 45, còn ở đây sẽ được bao nhiêu? 60. Và ở đây sẽ là 90. Hiểu không? Các bạn chỉ cần nhớ cái dãy tỷ lệ này mà có số 30 thôi được không? Thôi. Gì? Có lý quá. Rồi chắc mà làm được cái tim này cũng ok ha. Ê, tim này có chất lượng lắm nha. Nhiều 200 mm. Rồi dưới là em bán cũng y chang vậy, số đây nè, máy tám đây, tôi xin bay đây. Mình nóng rồi. Rồi lên máy. Ba, tôi lên tới cuối hai con. Thôi không, nghe rồi tốt. Chưa chờ tốt, có tôm chưa nhập này. Này có thời gian đó theo dữ lắm đâu. Mất cái máy của chị thì nó vô nhập gì thôi. Đi theo cái máy. Rồi như vậy là inside là bao nhiêu? Thực ra là cái đó là inside bao nhiêu? Đi theo để lấy cái nhìn thôi. Đó, inside bao nhiêu? Mấy bao nhiêu tiền? 30. Đó bao nhiêu? 45. Outside 60. 90. Thực tế các bạn làm á, tùy cái chủ đầu tư hoặc là tùy khách hàng thì họ sẽ chọn, chứ còn không có nhất thiết là lề nó phải như thế này, các bạn cho nó bằng nhau cũng được ha, không nhất thiết. Rồi cái phần brief á, cái bài tập các bạn làm là mình qua làm trên C6, thì C6 bên này nó có cái more option thì click vô để nó sổ ra cái bảng này cho mình. Còn CC thì các bạn chỉ cần sổ mũi tên thì xuống thôi, cái của Trí cũng vậy, phía con có cái mũi tên á bấm thì nó sổ xuống. Thì mình nhập ở đây cái clip sẽ là cái lề cắt ha. Thì mình chỉ duy nhất cái này nó là mm thôi, bạn bấm có 2 mm và mình giữ cái xích này ha để cho bốn cái lề bằng nhau hết ha, tát một cái rồi nó nhảy rồi là xong. Ok, đây là cái tám trang được chưa? Thì mình sẽ làm 6 trang giữa, đang đầu năm cuối đây vừa xong. Rồi bây giờ bắt đầu. Bớt đi. Hai bạn nhìn ha, bên này trang phải, bên này trang trái. Thì với trang trái cái inside nó lại nằm ở đâu? Outside
bạn sale lại đi nha, chị đừng để ở giữa chừng làm hết pin hay gì, mình sale bé lại ha. Sao lại nha. Cô sẽ đặt tên đó là Simon. Và đặt nó ở trong cái store đi. Rồi, ở trong desktop này các bạn làm ơn tạo cho cô một cái folder. Bạn ghi là link. Tức là cái nơi này á, mình sẽ chứa hình. Toàn bộ hình các bạn phải download xuống và bỏ vào đó để mình dễ quản lý. Hiểu không? Rồi. Rồi bây giờ mình mới tính nè. Bây giờ cái tờ báo của mình á, bạn sẽ dự định là nó sẽ có những chuyên mục gì? Cái trang nhất là không nói rồi ha. Bây giờ vô trong hai trang này các bạn có thể làm là chính trị xã hội hoặc thời sự, tùy các bạn. Rồi tiếp bạn có thể chọn một cũng được, nhưng mà hai thì nó dễ làm hơn. Rồi hai đây tiếp theo các bạn có thể chọn ví dụ như là kinh tế, văn hóa, nghệ thuật thì thay cho chắc hai đúng rồi, cuộc sống số hoặc là kỹ thuật gì đó. Rồi hai trang tiếp theo thì có thể là văn hóa giải trí, cái chuyện phim hoặc đời tư của sao nào cô này hôm nay có ăn gì, rồi ngày mai có cặp anh này anh kia gì đó. Thường cái trang cuối cùng nè, ví dụ như thế giới ha, ví dụ vậy. Tin vắn thì nguyên trang rồi, tin vắn người ta chỉ có thường có một cột hoặc một hàng trong thế cái giới này. Không phải là nó nằm ở phần đầu chung với thời sự thôi, đâu tờ này là tờ của mình mà, thời sự này là thời sự trong nước thôi, muốn là chắc ăn ghi vô đây thời sự trong nước, chính trị trong nước hay gì đó. Tùy các bạn, cái này cũng không có bắt ha. Rồi, đó là mình tính. Rồi, như vậy thì á, trang này đang trang mấy? Hai trang này mấy? Ba. Theo như bài học hôm bữa đó, duy nhất một mình trang ba có mấy tin? Một tin thôi. Được chưa? Rồi. Tại sao vậy cô? Bây giờ hỏi tại sao, phải nói lại từ đầu. Anh biết học gì. Rồi, các bạn nhìn. Bây giờ cái trang 2 này nè, các bạn muốn mấy tin? Nếu các bạn muốn hai tin thì đó gợi ý của cô là đang có 3 kiểu trang, bạn có thể lấy. Hoặc bạn muốn 3 tin, hoặc 4 tin thì các bạn có thể lấy cái gợi ý của cô được chưa? Thì bây giờ tùy các bạn tính. Bây giờ cô cho nó 2 tin đi. À, 3 ha, rồi. Là coi như là phần chính trị xã hội này nó sẽ có là ít nhất là 3 tin. Trang phải là 1, trang trái này là 2 tin, là tổng cộng 2 này nó ra 3 tin. Rồi trước mắt mình thấy 3 tin rồi ha, hoặc là các bạn lấy 4 tin, bên này bạn làm 3 tin. Rồi tiếp cái này ở trong, ví dụ của cái này ví dụ kinh tế đi. Rồi bây giờ các bạn tính thôi, các bạn muốn mấy tin? 3 tin là cho một trang đúng không? Vậy thì hai trang nó phải là 6 tin, hoặc là một trang 3 tin, trang kia 4 tin là thành 7 tin. Được chưa? Và bạn nhớ lưu ý một cái này là khi người ta làm bán là tạp chí, ví dụ cái này mà 2 tin rồi thì bạn lọc qua trang này nè, thì trang này nếu hai tin cái bố cục làm nó phải khác cái trang này ha. Ví dụ ở đây hai tin một cái trên dưới thì lật ra trong bạn có để làm cái trái bên phải, hoặc là trên dưới mình nó lật cái này nó lật nhau thấy không, cái này nó lật nhau thấy không ha. Thì như vậy cái tờ tạp chí bạn mới đẹp, chứ còn cái tờ báo của bạn là từ đầu tới cuối mà cái trang trái nó toàn là hai tin mà nó chỉ có cái bố cục cái trên cái dưới cái đường cái dưới cái đường cái dưới thì nó xấu. Tôi muốn các bạn làm menu nhà hàng cũng vậy ha. Coi mấy cái trang nào cũng y chang nhau, hình nó cũng nhỏ y chang nhau vậy thì nó rất là chán ha. Món nào các bạn muốn đánh mạnh vô, bạn làm cái hình nó thiệt là bự nguyên chang luôn, để cho người ta chỗ này ngon vậy thôi, ăn này thử đi, hiểu không? Nhưng mà vậy nó có tạo ra cái cảm giác rối rắm lộn xộn không cô? Ví dụ như này nguyên trang này một hình một món, nó hơn tên món và giá. Bên này thì cái xếp bình thường, dù tráng miệng đúng không, bao nhiêu món để ra giá. Xong qua bên này thì bạn vẫn tiếp tục là ví dụ như salad ở đây ví dụ có một cái hình nữa, rồi bên này ví dụ như món như vậy, cái cuốn menu nhìn nó mới hấp dẫn ha. Chứ còn một cái món đều từ đầu tới cuối. Rồi như vậy ở trong đây có khả năng mình sẽ là 7 tin, vậy là 7 với 3 là mấy rồi, là 10 rồi. Rồi bên này muốn nhiêu, 33 hoặc 43 hoặc 32 hoặc 42 là mấy, khoảng 5 16 mấy, là khoảng 15-16 tin. Như vậy thì mình sẽ tìm tin ha. Nếu 17 tin như vậy thì ít nhất phải được 17 cái hình, hoặc là có tin không hình cũng được ha. Cái trang nhất á thì mình sẽ lấy cái tin ở bên trong, mà cái tin nào hot á các bạn đeo ra đầu ha, thì mình ngắt ra
trang bìa mình sẽ dịch nó nguyên mấy dòng thôi, phần còn lại là ở bên trong, được chưa? Thì những cái tin mà nó nối tiếp như vậy thì vào trong nó sẽ không có hết thằng, bằng hình không được lặp lại. Cho nên có khả năng một tin nó phải có hai hình, được chưa? Nhưng mà có khả năng là chỉ có cái tin ở trang 3 là hai hình thôi, hoặc ba hình. Còn những cái tin còn lại thì một hình thôi. Thì không vậy? Sẽ thấy bắt đầu rối lắm rồi. Được. Có nhiều bài báo nó hết like không? Nó nhiều câu nói. Thật sự mình đã đi được chăng? Các bạn thấy cái tay mình dở quá, phải tự biên tập luôn đi, tự cắt luôn. Cứ để gì đâu mà hả, tay gì cái ghê, vừa dở, vừa già, vừa xấu. Nha, mình tính ha. Rồi bây giờ vô cái ly nè, cô sẽ tạo. Tạo cái thời sự. Mười mấy cái hình ụ chiếm màu đà. Rồi bây giờ thời sự 16 cái tin, vậy là phải 18 cái hình hoặc 19 cái hình. Rồi bây giờ qua đây, hai trang này sẽ là trang thời sự. Bây giờ cô sẽ dàn sơ cái layout trước ha. Chọn số cụ lẫn hình, chứ giờ cũng không có đường chéo á, thì mình kêu vào màn vàng các bạn, các bạn có thấy đường. Rồi bây giờ trang bên phải sẽ là trang có một tin. Bây giờ coi lại cái quy tắc assignment này, cô có ví dụ cho các bạn ở trên ha. Cô có ba cái gợi ý cho trang một tin ha, thì các bạn thích cái nào thì bạn làm cái đó. Bây giờ thích cái nào, ví dụ cái này đúng không? Rồi như vậy cấu trúc sẽ là headline, summary tức là cái phần mà nó tóm tắt cái bài á. Bạn đọc summary thì bạn không cần đọc nguyên bài, ngay là bạn biết được là nó sẽ nói cái gì. Sau đó tới phần body text ha. Body text xong rồi ở đây nó sẽ có hai cái hình và caption hình. Rồi bây giờ cũng sẽ dàn giống như vậy nha. Đầu tiên là ở đây là cái headline summary. Này nó sẽ là cái hình. Cái hình đó có tô màu nó đi cho mình dễ theo dõi ha. Cô tô màu đen giảm màu opacity của nó xuống 20% thôi. Rồi ở đây cô làm một cái hình nữa, lấy cái adapter một chó lẻ. Rồi cái bạn vàng các bạn nhớ là cái khoảng cách, xin lỗi, cái bề ngang của một cái khung text hoặc một cái hình á, nó phải vừa vào một cột hoặc hai cột hoặc ba cột, chứ không có cái hình nào nó nằm vậy, nó không có cột rưỡi và nửa cột, không có làm như vậy, được chưa? Chỉ bạn làm như vậy, chỉ cái nào không phải là tạp chí. Nó có những cái hình thân của cô, mà cái hình nguyên một cái body của cô gái chẳng hạn, mà cái bát đó lấy cái người cổ lo thì chủ nó phải né ra à, thì lúc đó nó sẽ lại khác ha. Bởi vì tạp chí nó có nhiều cái nó không có được bình thường, mà cái đó các bạn phải nắm, các bạn mới làm được. Trong trường hợp đặc biệt này chữ thì nó đẹp lên hình, nhiều báo mà hạn chế là không có làm vậy ha, chữ nó đẹp lên hình để tại vì cái bài này là tách cái chia thành từng cụm thì chữ nào đẹp lên hình nào là nó ý lên hình, nó minh họa cho cái phần tách đó, nên người ta dựng cho nó có lộn ha. Ví dụ thấy cái hình này nó đẹp lên này, nó nói cái này là con này, cái phần của cô này là con này, nó là cái này ha.
Rồi cái tinh em nó dài hơn cái vàng trang đó rồi sao? Đây, sẽ có cách để các bạn đếm chữ, đếm từ á, thấy không? Bây giờ vô cái này cầm chui cửa ngõ tay bắt cũng như thông xe vô coi nó dài không nha. Ừ, cái này nó ngắn. Quá trời ngắn luôn. Ngắn thì có khả năng các bạn khỏi ra. Bây giờ về nội dung á sẽ có hai cái là một á, cách này thì nó hơi bá đạo một chút mà nó lẹ đó. Các bạn copy text hết, các bạn rộ trực tiếp vô cái phần bên ngoài luôn. Ví dụ ở đây cô còn 3 tin thì cô sẽ lấy đúng 3 tin cô thải vô. Cách thứ hai là các bạn tạo một table, thả hết tất cả vô đó. Xong mình đếm chữ ở đó, coi bao nhiêu chữ. Rồi đếm chữ phần bên phần text, body text bên này đó. Nó giống nhau thì mình lấy qua, đúng không? Mà làm như vậy nó không hết. Chuyên nghiệp phải làm như vậy mà làm như nó không công. Rồi
vậy thế này. Bây giờ nội dung trơn xe qua đây, trơn qua của Hải ra đây. Thôi mình kiểu khó mình làm được đi ha. Cái này nữa thôi, cái mình có bị cái gì đó mất chữ rồi. Trơn xe qua đây, đã tiếp vô đây. Hải vô. Cô cướp lộn. Cô cấp lộn rồi cô ơi. Lộn hả? Dạ. Ai hiện đi. Mình lấy thẳng trực tiếp ở đây luôn hả cô? Đúng rồi. Linh nè, thật sự nè, thả vô. Thì ở đây á, cái tên của nó là hầm chui gì đó, nó không đúng ha. Cái tên của nó, các bạn lưu ý là lấy ngay chính cái caption của nó luôn nè. Có Ctrl C nè, chùi phải vô cái này. C, bên mình S, rồi, thả nó vô đây. Rồi, cô thả cái tên này, cô mới chép á. Ctrl V Rồi.
cần cho na. Info thì một cái info nha, các bạn gài chuột trong cái đếm nè, character nó có 958 character, nó có 145 tầng, được chưa? 33 dòng và 2 đoạn, paragraph là 2 đoạn. Thì ở đây mình quan tâm tới 145 tầng thôi. Xong rồi các bạn quay trở lại cái này của mình nè, đếm ha, của mình Donna luôn. Thì cái này nè, headline mình không tính, summary mình không tính luôn. Ở đây thôi, đếm nó có bao nhiêu? 277 tầng. Bạn thấy không? Cái này là cái cách mà để bạn biết được là cái tin nó có hợp để bỏ vô hay không. Thì cái này nè, e là 277 nó hơi nhiều, đúng không? Nhưng mà bên kia á, có cái hình, cho nên nếu mà được á, mình bỏ hình luôn. Cái tin á, mình không để hình thì nó sẽ đủ chỗ để nhét 277 tầng. Hiểu không? Thật ra khi mà làm đó các bạn, cái này bài bản thì làm như vậy, nhưng mà các bạn mới bài mắt á, các bạn tập canh bằng mắt không à, với lại nó thiếu dư các bạn tăng cách kim nó lên á, chiều tăng nó sẽ giãn ra nó lắp vô, nó khủng hả, thu nó lại ha. Đó thì các bạn dùng cách này thường làm sáng nhanh một phần tỷ nhất định một phần thì tất cả chữ thì bao nhiêu luôn thôi con rồi cái kia của nó rồi, bây giờ làm cái rồi từ từ 10 con. Rồi bây giờ để cô bỏ tin vô cho đủ ra nha. Rồi tin nữa. Giờ lấy gì giờ? Kẹt xe từ sáng tới trưa đi. Cái tin này thường nhắn hình không nè. Dạ tin này hình nhiều quá. Rồi được lắm này. Gạt ma cái tin gạt ma như nãy chắc là nhiều quá. Không qua luôn. Hình nhiều quá.